Chào mọi người, mình là chồng của Luna và đây là mình trong bữa tiệc. Mọi người, tôi là Luna và đây là tôi sau bữa tiệc. Tao uy tín. Tôi là Phi Linh và đây là tôi trước bữa tiệc. Có nghĩa là mọi người không nhìn thấy một cái sự khác biệt gì hết đúng không? Mày có uống đâu? Tại vì tôi đâu có uống một giọt nào đâu. Tôi là nữ ứng và đây là tôi trước bữa tiệc. Đây là Jenna sắp bữa tiệc. Ok. Đây là tôi tên là Hải, tôi tên đây là tôi trước bữa tiệc.